Trở lại cùng với quý khán giả trong chương trình tin tức ngày hôm nay cùng với lại chúng tôi tiếp theo đây là phần tin tổng hợp. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng tenly Yến, số điện thoại 714 418 9788 hoặc vào trang mạng tiệm yến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron, Mở đầu là bản tin cho biết về trò đùa ngày hiếp dâm lại xuất hiện trên ứng dụng TikTok. Theo thông tin xã IFP, một nhóm đàn ông tuyên bố ngày 24 tháng 4 hàng năm là ngày hiếp dâm quốc gia và cho phép họ tự do thực hiện hành vi bạo lực tình dục. Trò đùa này đã từng xuất hiện trên TikTok trong năm 2021, đã gây ra nhiều lo ngại ở Hoa Kỳ và Anh Quốc. Thời điểm đó, nhiều người đã đăng các video bày tỏ sự sợ hãi và tuyên bố họ sẽ ở yên trong nhà để bảo vệ bản thân. Thậm chí, một bé gái 11 tuổi người Anh đã phải mang theo dao đến trường vì sợ bị cưỡng hiếp. Truyền thông dẫn lời cơ quan cảnh sát địa phương cho biết là trò đùa này đang quay trở lại trên ứng dụng TikTok khiến cho nhiều người bị hoang mang, đặc biệt là phụ nữ. Nhiều người dùng TikTok cho biết là họ sẽ đem theo súng điện và súng ngắn để tự vệ. Trong một video thì một người tuyên bố đem theo một khẩu súng đã tháo chốt an toàn. Nguồn gốc chính xác của trò lừa bịp này vẫn chưa rõ ràng. Đáng nói, tháng 4 được biết đến như là một tháng nhận thức về tấn công tình dục. Nhiều tổ chức đã vào cuộc và vặt trần thông tin sai lệch này, nhưng không thể ngăn chặn được sự lan truyền của nó trên TikTok. Chuyên gia truyền thông số 1 của Viện Pointe gọi đây là một tuyên bố xác sống vì những tin đồn như vậy không thể bị loại bỏ hoàn toàn, cho dù là bị lật tẩy nhiều lần. Một phát ngôn viên của TikTok cho biết là nội dung đáng khinh bỉ này sẽ bị loại bỏ nếu nó được tìm thấy trên nền tảng. Những từ khóa như là hiếp dâm đã bị TikTok loại bỏ. Khi tìm kiếm từ khóa này, nền tảng sẽ chuyển hướng người dùng đến một đường dây trợ giúp. Tuy vậy, nhiều video vẫn có thể né tránh được sự truy quét của TikTok nếu nói lái các từ khóa tương tự. Nền tảng video ngắn cũng đang nhanh chóng giải quyết các lỗ hồng này. Giám đốc là ông Siam Sundat từ Phòng Nghiên cứu Hiệu ứng Truyền thông thuộc Trường Đại học của tiểu bang Pennsylvania cho biết rằng TikTok nên trở nên thông minh hơn trong việc chủ động ngăn chặn những trò lừa bịp tai hại. Ông Sundar đã nói với AFP rằng những câu chuyện giật gân đánh vào nỗi sợ hãi và ham muốn bẩm sinh của mọi người sẽ luôn là một nguồn cung cấp thông tin sai lệch bất kể chúng đã được vặt trần trong quá khứ hay là chưa. Tiếp nối là một câu chuyện khó tin nhưng có thật một chú chó đi hơn 64 cây số để trở lại nhà chủ cũ. Một chú chó Golden Retriever đã trốn khỏi một ngôi nhà mới của mình đi hơn 64 km trong hơn 27 ngày để trở về nhà chủ cũ. Chú chó này tên là Cooper đã nhảy ra khỏi xe ngay sau khi đến ngôi nhà mới của mình ở tại quận Tyrone phía bắc của Ái Nhĩ Lan. Sau đó nó đã biến mất gần một tháng trời và được cho là đã đi khoảng 64 cây số để tới Tobermore thuộc quận Londonderry tìm về với chủ cũ. Tổ chức từ thiện về vật nuôi bị mất tích là Lost Paw and I cho biết họ đã nhận được tin báo trong ngày 22 tháng 4 cho biết chú chó đã được nhìn thấy ở một cánh đồng và lãng vãng quanh các khu nhà. Năm ngày sau thì một người gọi à, báo cáo đã nhìn thấy chú chó Cooper chạy về phía ngôi nhà cũ. Tổ chức Lost Paw and I cho biết là con chó đã đi bộ qua những khu rừng hẻo lánh, dọc theo những con đường chính và chủ yếu di chuyển vào ban đêm mà không có bất cứ một sự sự trợ giúp nào của con người. Phát ngôn viên của tổ chức Lost Power and I cho biết Cooper là một chú chó thông minh. Bản năng đã đưa nó trở lại nơi quen thuộc. Tôi sẽ không bao giờ biết làm thế nào mà nó có thể làm được điều này. Không thức ăn, không chỗ ở, không sự giúp đỡ, chỉ có lòng quyết tâm kiên định và chiếc mũi đáng kinh ngạc. Cooper đã băng qua những con đường chính lớn, qua những cánh rừng, cánh đồng con đường quê trong hơn 27 ngày để trở về nhà từ một khu vực mà nó chưa từng đặt chân đến trước đây. Chủ sở hữu mới là Nigel Fleming cho biết là chú chó Cooper hiện nay an toàn và được ăn nhiều bữa nhỏ để tăng cường sức lực từ từ và tăng cân trở lại. Sau có bản tin khoa học cho biết là một con tàu taxi điện cánh ngầm chạy với tốc độ 55 km/h theo thông tin trên trang New Atlas cho biết rằng công ty Artemis Technology ở tại Belfast đã giới thiệu một mẫu taxi cánh ngầm sang trọng trên mặt nước mang tên EF12 Escape tiết kiệm được năng lượng và thân thiện với môi trường. Đây là một phương tiện mới nhất do công ty phát triển và kết hợp hệ thống đẩy điện Artemis E-Flyer không thải khí, thiết kế hiện đại và tiện nghi nhắm tới thị trường hạng sang. Con tàu này dài 12 mét nặng 11 tấn. Escape có thể chở 12 hành khách và thủy thủ đoàn 2 người ở tốc độ là 55 cây số khi nhô lên bằng cánh ngầm với tầm hoạt động là 96 km. Phần thân có hình dáng khí động để tạo ra một hành trình thoải mái hơn. Hệ thống đẩy chạy hoàn toàn bằng điện có độ ồn thấp và đường rẽ nước nhỏ. Ngoài ra thì mẫu tàu có thời gian sạc điện chưa tới 60 phút giữa các lần chạy cabin của con tàu ef 12 Escape khép kín để giúp cho hành khách luôn khô ráo và dễ chịu. Một cửa trượt ngăn cách giữa khoang chở khách và giá để hành lý, không ảnh hưởng tới điều hòa nhiệt độ. Theo lời của ông David Tyler, Giám đốc thương mại của công ty Artemis Technology, mục tiêu của họ là cung cấp trải nghiệm bền vững cho hành khách, đồng thời giảm tác động tới môi trường. Công ty hy vọng là mẫu taxi điện cánh ngầm này sẽ thiết lập tiêu chuẩn mới cho ngành công nghiệp. Ông Tyler cho biết là phương tiện kết hợp công nghệ mới nhất với thiết kế độc đáo phù hợp để di chuyển giữa các đảo. Xa qua nước Ý, bản tin tiếp nối cho biết về trang trại ở dưới biển đầu tiên trên thế giới. Tổng thức xã CNN đưa tin cho biết là một trang trại ngoài khơi của Ý sản xuất các loại rau củ sạch trong những khối cầu lơ lửng bên dưới đáy biển vườn nimo là hệ thống trồng cây dưới biển đầu tiên trên thế giới nằm ở ngoài khơi noli italy phía tây nam của genoa một trang trại bao gồm hàng loạt các nhà kính hình vòm trong suốt treo lơ lửng gọi là sinh quyển, neo vào đáy biển. Nhà đồng sáng lập Luca Gamberini chia sẻ rằng, nhiệm vụ của công nghệ này là thay đổi nông nghiệp, tăng thêm khả năng sản xuất lượng lương thực khổng lồ ở vùng biển của trái đất theo một cách bền vững và không ảnh hưởng tới môi trường. Ông Sergio Gamberini là cha của uh, của anh Gamberini, nhà đồng sáng lập của công ty thiết bị dưới nước Ocean Reef Group, đã nảy ra một ý tưởng về trang trại để kết hợp hai niềm đam mê đó là lặn và làm vườn. Năm 2012, dự án đã bắt đầu với việc trồng cây húng tây trong một khí cầu dưới nước. 10 năm sau thì khu vườn Nemo đang trên đà phát triển, trôi nổi ở độ sâu 6 cho đến 10 m ở dưới mặt nước, cây trồng ở vườn Nemo bị ngăn cách với mọi mầm bệnh và sâu bệnh ở bên ngoài, đồng thời vẫn tiếp xúc được với nước ngọt nhờ quá trình ngưng tụ và khử mặn trong sinh quyển. Ngoài ra thì nhiệt độ tương đối ổn định của nước biển cũng là một môi trường lý tưởng cho cây trồng. Khu vườn Nemo sử dụng thủy canh, một kỹ thuật dùng dưỡng chất ở trong nước thay vì đất. Phương pháp tương tự cũng đã được ứng dụng trong phần lớn trang trại thẳng đứng ở trong nhà. Ánh sáng mặt trời chiếu đến cây trồng nhưng đèn kích thích tăng trưởng cũng đã được bật khi cần thiết. Mọi thứ đã được theo dõi trên đất liền thông qua camera và cảm biến. Các cài đặt có thể điều chỉnh từ xa và từ mọi nơi trên thế giới. Đến thời điểm thu hoạch thì các thợ lặn sẽ cắt rau củ, đặt vào một túi và đưa nó lên trên mặt nước. Vì chỉ có đường kính là 2 mét, sinh quyển không thể trồng hoa màu lớn hơn như là ngô hoặc là lúa mì, nhưng cấu trúc có thể chứa từ 70 đến 100 cây nhỏ. Ông Gamberini và cộng sự đã thử nghiệm hàng trăm loại cây khác nhau từ dâu cho tới cà chua, đậu và cây gia vị. Các nhân viên của khu vườn Nemo đang lên một kế hoạch xây một sinh quyển lớn hơn trong tương lai và đặt thêm trang trại ở nơi khác. Để kiểm tra tính khả thi trong các môi trường khác nhau, họ thành lập một phiên bản cỡ nhỏ trong mỏ đá chứa nước lạnh ở tiểu bang Ohio trong năm nay. Ông Gamberini cho rằng công nghệ có thể được điều chỉnh cho hầu hết là mọi môi trường trên thế giới. Sau qua bản tin điện ảnh cho biết là doanh thu của bộ phim hoạt hình The Super Mario Bros. Movie đã vượt mốc 1 tỷ Mỹ Kim. Theo thông tin trên NBC Universal, phiên bản điện ảnh lấy cảm hứng từ nhân vật trò chơi điện tử Mario của hãng Nintendo là một bộ phim hoạt hình thứ 10 đạt được con số doanh thu này. Thành tích đã giúp các tác phẩm đánh bại được Despicable Me 2, và Minion The Rise of the Grooves trên thị trường toàn cầu và đã lọt vào nhóm 10 bộ phim hoạt hình doanh thu cao nhất trong mọi thời. Phim The Super Mario Bros. Movie đã phá vỡ nhiều kỷ lục khi đứng đầu phòng vé toàn cầu chỉ 26 ngày sau khi được phát hành. Bộ phim đạt doanh thu mở màn cao nhất là 377 triệu Mỹ Kim cho một bộ phim hoạt hình. Đây cũng là phim thứ tư đạt thành tích 1 tỷ Mỹ Kim kể từ khi dịch Covid-19 bùng nổ. Tác phẩm do ông Aaron Horvath và Michael Jelenic đạo diễn, xoay quanh anh em Mario và Luigi, những người gặp khó khăn khi quyết định mở một công ty sửa ống nước riêng tại Brooklyn, New York. Một lần khi đang tìm cách sửa hệ thống cống ngầm của thành phố, họ đã bị hút vào một chiếc ống bí ẩn dẫn tới một vùng đất màu nhiệm. Chris Pat và Anya Taylor-Joy lần lượt đảm nhận lồng tiếng cho Mario và công chúa Peach là người hâm mộ của thương hiệu thì Pratt cho biết là rất xúc động và đã ghi danh tham gia dự án ngay từ khi chưa đọc kịch bản. Pratt cho biết rằng tôi đã khóc vì tự hào. Bộ phim hài hước, đẹp mắt, xúc động và gợi cho tôi nhớ lại rất nhiều cảm xúc của tuổi thơ.